Cô chào tất cả các em. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ cung cấp cho các em bài văn tham khảo, bài văn giới thiệu về quy tắc luật lệ trong trò chơi trong sách Ngữ văn 7. Bài văn này có thể dùng chung cho cả ba bộ sách bởi vì cả ba bộ sách đều yêu cầu các em uh, viết đoạn văn, bài văn giới thiệu về một cái quy tắc, một cái luật lệ nào đó trong cái trò chơi. Thế thì khi nghe cái tên gọi của nó các em đã biết đây là một cái bài văn thuyết minh đấy các em ạ. Giới thiệu có nghĩa là thuyết minh và trong bài văn kem phải giới thiệu làm sao mà người đọc có thể hình dung ra được cái trò chơi đó đấy mới là thành công của bài văn và trong cái bài văn hôm nay thì cô sẽ cung cấp cho kem hai bài tham khảo một bài giới thiệu về cái quy tắc luật lệ trong cái trò chơi bịt mắt bắt dê và một bài đó là giới thiệu về quy tắc luật lệ trong trò chơi kéo co đều là những cái trò chơi dân gian kem ạ và nếu thấy video của cô hữu ích thì hãy đừng quên đăng ký kênh để nhận tất cả những bài văn tham khảo cũng như là bài giảng từ lớp 6 cho đến lớp 9. Đặc biệt là sau này cái chương trình ôn thi lớp 9 thì các em rất cần đến những cái bài giảng rất là hữu ích. Và cũng đừng quên chia sẻ video của cô để cho tất cả các bạn khác cùng biết. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài văn tham khảo thứ nhất. Ở bài thứ nhất là thuyết minh về quy tắc luật lệ trò chơi bịt mắt bắt dê. Đây là một trò chơi dân gian đã là một bài văn thì kem cần phải đảm bảo có 3 phần mở bài thân bài và kết bài phần mở bài bao giờ cũng làm nhiệm vụ giới thiệu được trò chơi bao giờ cũng phải là giới thiệu được trò chơi tức là mình phải cho người ta biết được là bài văn này sẽ giới thiệu về trò chơi gì kem dễ chú ý nét văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam được thể hiện qua rất nhiều hình thức một trong những hình thức đó là các trò chơi dân gian từ xưa đến nay, chúng ta được biết đến với rất nhiều những trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống của dân tộc. Bịt mắt mắt dê được xem là một trong các trò chơi có từ lâu đời và vô cùng độc đáo. Đây là phần mở bài. Sang phần thân bài của một bài văn thuyết minh, thì việc đầu tiên các em nên giới thiệu về nguồn gốc của cái trò chơi đó. Trong bài văn thuyết minh thì bao giờ phải cho người ta hiểu tường tận về đặc điểm về cấu thảo của một cái vấn đề nào đó mà mình đang định giới thiệu thì việc đầu tiên phải cho người ta biết được nguồn gốc của trò chơi em nhé bịt mắt bắt dê là trò chơi xuất hiện từ lâu đời ngay từ trong những bức tranh cổ chúng ta còn lưu lại những hình ảnh về một miền ký ức xưa kia với những cô bé cậu bé chơi trò chơi hay những người lớn cùng nhau đứng trong một vòng tròn bịt mắt để bắt dê như chính cái tên của trò chơi này đây là trò chơi nhiều người cùng tham gia bịt mắt để bắt được dê chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao là bắt dê chứ không phải bắt một con vật đỏ khác điều này được lý giải bởi loài dê là loài có tính hiền lành nhút nhát linh hoạt và rất thích vận động chính vì thế người bắt được nó đòi hỏi phải có sự tinh ý nhanh nhẹn thậm chí là cả chiến thuật nhất định mở mắt để bắt dê đã khó bịt mắt để bắt được dê lại càng khó khăn hơn chính vì thế đây được coi là trò chơi khá khó khăn nhưng lại vô cùng thú vị hấp dẫn có lẽ là cái trò chơi bịt mắt bắt dê thì không có gì là xa lạ đối với kem học sinh tuy nhiên là nguồn gốc của trò chơi thì cũng có lẽ là phải nhờ vào cái bài thuyết minh này kem mới hiểu được cái nguồn gốc của trò chơi bịt mắt bắt dê đúng không nào còn trước đây chúng ta khi chúng ta lớn lên chúng ta thấy các anh chị chơi và sau đó chúng ta cũng học tập được cách chơi còn nguồn gốc ra sao thì cho đến tận hôm nay chúng ta mới hiểu được nó chúng ta sẽ tiếp tục vậy thì luật chơi như thế nào đây chính là phần trọng tâm em phải giới thiệu được luật chơi thông thường theo cách chơi trước kia đúng nguyên bản của trò chơi đây là trò chơi được tổ chức trong các lễ hội với sự tham gia của những người lớn là chủ yếu đặc biệt là những bạn nam thanh nữ tú tham gia lễ hội có hai người chơi chính họ được bịt mắt để tìm mắt dê con dê sẽ được đeo một vật để phát ra tiếng động giúp cho người tìm dễ nhận biết được những người xung quanh không tham gia chơi sẽ đóng vai trò làm khán giả, hò reo cổ vũ người chơi, tất cả tạo nên một không khí sôi nổi, sinh động và thú vị của lễ hội. Sau một quãng thời gian nhất định, người chơi phải tìm ra được con dê. Nếu cả hai không tìm được, trò chơi kết thúc và nhường lượt chơi cho những người tiếp theo. Gọi là trò chơi dân gian bởi vì các cái trò chơi này được tổ chức trong lễ hội trước đây. Đấy là trước đây, em nhé. Thế còn bây giờ? thì kem thấy rằng là trò chơi này đã có sự cải tiến đúng không nào sau này trò chơi bịt mắt bắt dê có nhiều những biến thể khác nhau có khi là hai hay nhiều người cùng chơi họ vẫn bịt mắt nhưng điều khác biệt là không con dê nào được bắt cả một người chơi chính sẽ bắt những người còn lại những người còn lại hóa thân thành những chú dê có thể phát ra những tiếng động để người chơi chính dễ tìm thấy vì thế với biến thể này nhiều đối tượng có thể tham gia chơi ngay cả trẻ em cũng có thể chơi trò chơi này để rèn luyện tính phán đoán, sự nhanh nhạy và linh hoạt, rèn luyện các giác quan khác nhau. Cũng chính vì tính phổ biến của trò chơi bịt mắt bắt xê được tổ chức ở rất nhiều địa điểm, những dịp khác nhau trong nhà trường, các hội thi, các lễ hội đều có thể tổ chức trò chơi này. Đấy là phần cô giới thiệu về luật chơi trước kia và cả bây giờ. Đây là phần trọng tâm của bài văn. Sau phần kết bài. Phần kết bài nêu giá trị và ý nghĩa của trò chơi. Ngày nay khi xã hội hiện đại phát triển, nhu cầu giải khi nhu cầu giải trí đời sống tinh thần của con người ngày một cao, có rất nhiều những trò chơi hiện đại tiên tiến ra đời. Vậy nhưng, những trò chơi dân gian trong đó có trò chơi bịt mắt bắt dê luôn là một phần ký ức của tuổi thơ, luôn là một mảnh ký ức đẹp trong tâm hồn người Việt. Cũng chính vì nét đẹp văn hóa này, chúng ta bắt gặp rất nhiều hình ảnh của trò chơi này trong các tác phẩm nghệ thuật như tranh ảnh hay thơ ca. Đấy là cô đã giới thiệu cho các em. À, cái bài đầu tiên về cái quy tắc luật lệ trong trò chơi dân gian đó là trò bịt mắt bắt dê cô sẽ giới thiệu cho các em một cái bài văn tham khảo thứ hai là thuyết minh về cái quy tắc luật lệ trò chơi kéo co cũng giống như trò chơi bịt mắt bắt dê kéo co là một trò chơi dân gian và cũng rất quen thuộc đối với tuổi thơ của mỗi người thế vậy thì giới thiệu được trò chơi kéo co chúng ta phải cung cấp cho người đọc biết được cái luật chơi như thế nào bằng nguồn gốc của trò chơi kéo co em chú ý vào phần mở bài. Việt Nam là một đất nước giàu truyền thống văn hóa với những giá trị đời sống tinh thần rất đa dạng, phong phú. Trong đó, những trò chơi dân gian cũng được xem như là nét đẹp văn hóa làm nên bản sắc cho dân tộc Việt Nam. Một trong những trò chơi thú vị và khá phổ biến là trò chơi kéo co. Phần mở bài cô đang giới thiệu về cái trò chơi đó. Bây giờ sang phần thân bài. Như cô vừa nói, việc đầu tiên em phải giới thiệu cho người ta biết được nguồn gốc của trò chơi này. Chẳng biết từ bao giờ trò chơi kéo co đã được phổ biến len lỏi vào trong đời sống văn hóa giải trí của nhân dân ta một cách tất tự nhiên trò chơi kéo co vốn đã xuất hiện từ thời cổ đại những hình chạm trổ trên ngôi mộ cổ ở Ai Cập đã cho thấy người Ai Cập cổ đại đã từng tổ chức những cuộc thi đấu kéo co từ năm 2000 năm từ năm 2.500 năm trước Công nguyên dần dần trò chơi kéo co là một trò chơi quen thuộc của trẻ em nông thôn Việt Nam kéo co là một môn thể thao mang tính đồng đội và là môn trọng vào sức mạnh nó không chỉ là môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn là trò chơi thể tinh thần và mang tính đồng đội cao đem lại niềm vui sự thoải mái cho mọi người khi tham gia những trò chơi trong các dịp lễ hội ở việt nam kéo co là một trò chơi dân gian truyền thống trong các hội hè dã ngoại trò chơi này luôn hấp dẫn nhiều người tham gia vào các dịp lễ tết kéo co lại là một phần quan trọng trong các lễ hội cổ truyền à ngày nay thì em thấy rằng là không chỉ là trong các cái lễ hội mà trong các cái dịp tham quan dã ngoại thì kéo co luôn luôn là một trong những trò chơi mà thu hút được đông đảo người tham gia nhất, người cổ vũ gieo hò rất là nhiệt tình sôi động đúng không nào? Chúng ta sẽ tiếp tục đi giới thiệu về luật chơi. Đây, đây là phần mà cô giới thiệu về luật chơi kéo co. Em thấy về luật chơi thì cứ mỗi một nơi, mỗi một tổ chức lại tự đề ra luật và các quy chế tính điểm riêng, nhưng về cơ bản kéo co là trò chơi đòi đòi sự phối hợp lẫn nhau trong cùng một đội người ta chia người kéo co thành các đội theo các tiêu chí khác nhau cùng làng cùng xã cùng đơn vị cùng trường một số khác biệt có thể chia thành đội nam và đội nữ kéo với nhau tức là người ta uh, kéo co giữa làng này với làng khác xã này với xã khác hoặc là đội nam nam với nam nữ với nữ đấy các em ạ đấy là cách chia này Số người giữa hai đội là như nhau, các em nhớ nhé, số người như nhau này. Các đội có quyền tự chọn thành viên. Thông thường các thành viên được chọn là người có sức góc chịu lăn xả và đã có kinh nghiệm chơi thì càng tốt. Dụng cụ chơi rất đơn giản, chỉ là một dây thừng lớn, dài, chắc, đường kính khoảng 2 cm, dài tầm 30 m. Cô xin lỗi cho, ở đây là dài tầm khoảng 30 m nhé. Điểm giữa sợi dây được đánh dấu bằng cách cột một dải vải đỏ để làm mốc chiếu với vạch ngăn cách kẻ dưới đất để xác định thắng thua. Tức là giữa cái sợi dây này như thường người ta thường buộc một cái dài đỏ để làm cái mốc. Và cái mốc này á vừa đúng với cái vạch ngăn cách kẻ ở dưới đất để xác định thắng thua. Từ điểm giữa tính về hai bên một mét nữa đều được đánh dấu bằng cách cột vải tương tự để xác định cái đinh à, để xác định vị trí đứng và vị trí cầm dây của người đầu tiên. À, dòng này có nghĩa là trên cái dây đó sẽ có ba cái sợi dây đỏ em ạ ba cái cột dây đỏ một cột ở chính giữa và hai cột hai bên cách cái cột chính giữa là một mét điều đó để xác định xác định cái vị trí đứng và vị trí cầm dây của người đầu tiên sân thi đấu là một sân phẳng Tốt nhất là sân cỏ hoặc sân đất có địa hình bằng phẳng rộng rãi, không đọng nước, không có sỏi đá, rác rưởi Trên sân người ta xác định điểm thi đấu bằng cách kể một vạch lớn ngăn cách giữa sân sau đó mỗi bên kể thêm một vạch tại điểm cách giữa vạch một mét để xác định điểm đứng giữa người đầu tiên của mỗi đội một trận đấu thông thường có ba hiệp đội nào thắng hai hiệp thì chiến thắng nếu có nhiều đội cùng thi đấu thì tổ chức đấu loại dần theo sự bốc thăm ngẫu nhiên hai đội thi với nhau đội nào thắng thì có quyền vào vòng trong cứ như thế cho đến khi vào chung kết là hai đội mạnh nhất trọng tài sẽ giải sợi dây thường dọc sân, điểm giữa sợi dây trùng với vạch mốc giữa sân, rồi ra hiểu cho hai đội vào vị trí. Các thành viên của đội tự sắp xếp chỗ đứng theo kiểu so le, ví dụ những người số lẻ đứng bên phải, số chẵn đứng bên trái, hoặc chọn đứng hết về một phía để tập trung lực kéo, đồng thời chọn hai người khỏe nhất cho đứng vị trí đầu và vị trí cuối, đóng vai trò làm trụ, để kem nhớ. Trong cái đội kéo co thì cái người khỏe nhất bao giờ đứng đầu hoặc là đứng cuối. Hai đội chơi làm theo hiệu lệnh của trọng tài. Nâng dây, căng dây và khi nghe tiếng trọng tài hô kéo thì cả hai đội dồn hết sức kéo dây về phía đội mình. Đội nào kéo được đội bạn qua vạch phân cách giữa sân thì đội đã thắng. Cứ xong, mỗi hiệp hai đội chơi lại đổi sân cho nhau rồi tiếp tục kéo cho đủ ba hiệp và trọng tài dựa trên sự quan sát của mình để phân định thắng thua. Như vậy là mỗi một lượt chơi kéo co thì mỗi một đội phải kéo ba lượt và đội nào mà thắng hai lượt liên tiếp thì đương nhiên là đội đó sẽ thắng có một số lưu ý đối với người chơi khi tham gia kéo co để được an toàn và có một cách chơi đúng đắn cũng như khả năng giành chiến thắng cao đó là phải trang bị tốt khi tham gia thi đấu hãy chuẩn bị cho các tuyển thủ mỗi người một đôi găng tay dày và có độ ma sát cao để tránh sầy chảy, chảy sức cũng như nắm được dây tốt hơn Thêm vào đó người chơi cũng cần có một đôi giày vải mềm, đế có nhiều gân, khả năng bám trên mặt đất tốt để tránh trượt ngã khi đang dùng sức kéo. Về tư thế kéo, người nào thuận bên nào thì đứng phía đó, nhưng vẫn phải sắp xếp sao cho hợp lý. Khi nắm dây phải nắm vững và chắc, chân mở rộng, một trước một sau trùng xuống, người hơi đổ về phía sau, kẹp thừng kéo co vào nách. Vì kéo co là trò chơi đòi hỏi sự đoàn kết thế nên người trong một đội cần thống nhất chặt chẽ với nhau về việc dùng lực, có thể sử dụng các tiếng hô đều 1 2 hoặc 1 2 3 để tập trung sức kéo cùng lúc. Thế như vậy là đây chính là lưu ý khi mà à, chơi cái trò chơi kéo co, tất cả cũng đều nằm trong phần giới thiệu luật chơi. Sau một kết bài. Trò chơi kéo co đem lại cho con người rất nhiều sự bổ ích, đem lại niềm vui, tiếng cười, biết được tinh thần đoàn kết trong quá trình tham gia thi đấu. Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, con người dần bị cuốn theo công nghệ hiện đại. Giới trẻ cũng dần chơi những trò chơi hiện đại và quên đi những trò chơi dân gian truyền thống bổ ích. Thế nhưng, trò chơi dân gian kéo co vẫn mãi đem lại những giá trị tinh thần của văn hóa dân tộc Việt và trở thành một nét đẹp mang bản sắc dân tộc. Trò chơi kéo co vẫn sẽ mãi là thú vui của những trẻ em. Mỗi lần nhìn thấy trò chơi này, em cũng như được sống lại về ký ức tuổi thơ Hy vọng rằng mọi người hãy chung tay, trân trọng, giữ giữ nét đẹp truyền thống này. Đấy là một cái bài văn tham khảo, à, giới thiệu hay còn gọi là thuyết minh về một cái quy tắc, một cái luật chơi, trò chơi dân gian. Thì cô vừa cung cấp cho Kem có hai bài văn tham khảo. À, hy vọng rằng là với những cái phần mà cô cung cấp, thì Kem có thể vận dụng linh hoạt vào bài văn của mình để đạt được những cái yêu cầu của một cái bài viết thuyết minh hay là cũng đạt như thế là đạt được cái yêu cầu của bản thân của với khả năng của bản thân và sự đánh giá của các thầy cô giáo rất cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe chào và hẹn gặp lại kem ở bài giảng sau